Duy Tùng xin chào quý anh chị đầu tư nha. Đây lại một siêu phẩm, nhưng siêu phẩm này là tại mảnh đất là 1.800 m, có 150 m đất ở, mặt tiền của mảnh đất là gần 50 m. Đây, phía trong của đất thì đã có rất nhiều cây ăn quả cổ thụ, hồng xiêm rồi thì bưởi. Đây, rất nhiều cây cổ thụ. Chiều sâu của mảnh đất cũng chỉ tầm 40 m thôi. Đấy. Mặt tiền của đất thì mặt đường của đất là gần 50 m. Đây. Rất đẹp. Rất vuông. Đây, mặt đường đất là 50 m. 50 m mặt đường. Tổng diện tích là 1.800 m, có 150 m thổ cư. Chiều sâu của đất thì vừa phải, trong đất đã có ranh giới rõ ràng rồi. Sổ đỏ, sổ. Trong đất có rất nhiều cây ăn quả. Quý anh chị đầu tư quan tâm hãy liên hệ với em nhé. Duy Tùng Dreamland 0705 56 3333.